À, bạn có thể cho mình hỏi là ngày 30 tháng 4 là ngày gì không nhỉ? Là ngày sinh nhật crush của em. Kiến thức lịch sử cùng DNU phần 2, check. Bạn có thể cho mình hỏi là ngày giải phóng miền Nam là ngày bao nhiêu không? Là vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 ạ. Quá chuẩn luôn. Bạn có thể cho mình biết là Dinh Độc Lập nằm ở tỉnh thành nào không? Em không biết ạ. Toàn rồi. Toàn thật rồi bố em mà. Bạn có thể cho mình hỏi là ngày 30 tháng 4 là ngày gì không nhỉ? Là ngày sinh nhật crush của em. Ừ, thì bạn có thể cho mình hỏi là crush của bạn tên là gì được không? Cái khó nói đấy, nhờ bạn ý tên là Dương Thị Thanh Thanh. Bạn cho mình hỏi là ai là người cầm lá cờ lên Dinh Độc Lập? Em không biết ạ. Bạn cho mình hỏi bạn tên là gì nhỉ? Em Dương Thanh ạ. Có phải là Dương Thị Thanh Thanh không? Sao chị biết tên em ạ? Bạn có biết bạn là Nguyễn Đồng Tường không? Em cũng biết ạ. Biết. Thế nếu như trên thang điểm 10 thì bạn chấm bạn đi bao nhiêu điểm? Phải chấm hả chị? Ông vô cực. Ông vô cực. Vừa nãy thì mình có hỏi bạn Đồng Tường một câu hỏi nhưng bạn ấy không trả lời được, thì bạn có thể là trả lời thay Đồng Tường được không? Dạ, được ạ. Bạn cho mình hỏi là ai là người cầm lá cờ lên Dinh Độc Lập? Chiến sĩ Bùi Quang Thận. Lá cờ chiến thắng do Trung úy Bùi Quang Thận kéo lên bay sắp tới trên nóc Dinh Độc Lập. 1975, gia tăng 390, tốt cỏ cánh cửa sắt của cổng Dinh Độc Lập. Sau nhiệm vụ được giao, tôi rút lá cờ trên xe tăng 843 tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt một tên ngụy quyền Sài Gòn dẫn tôi lên đỗ cột cờ. Tên này đã đưa tôi lên bằng đường thang máy tới cột cờ. Tôi nhanh chóng hạ cờ của chúng xuống và xé ra, giẫm chân, nhanh chóng giao cờ giải phóng lên.